Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy, hôm nay nhân dịp chị vợ đuổi anh ra khỏi nhà, thanh niên đã nghĩ ra được một trò nghịch cực kỳ thú vị mà các bạn không thể bỏ lỡ. Tuy nhiên trước khi giới thiệu cho các bạn về trò nghịch đó, Nom Nom muốn làm một việc quan trọng hơn, đó chính là gửi lời cảm ơn đến bạn đen Mai Cờ Giáp, bạn Nhan Cao và bạn nhỏ Nguyễn 8329. Đây là ba bạn có phần bình luận hay nhất ở video trước. Sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để Nom làm thêm những video tiếp theo. Bạn nào muốn được nhắc tên thì hãy mau chóng comment xuống phía dưới phần bình luận đi nhé. Quay trở lại với anh Bảy, trước mắt chúng ta đây là hộp đựng thú cưng của thanh niên, đó chính là Tiểu Cường Bình Dương. Ông cháu này đã được Bảy chọn nuôi 30 năm rồi mấy bạn. Ngoài ra Tiểu Cường Bình Dương còn đẻ ra rất nhiều Tiểu Cường tí hon. Đó các bạn xem nè, có rất nhiều Tiểu Cường ở trong chiếc hộp. Chính vì việc nuôi rán hôi mù nên Bảy trọ mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà đó. Bạn nào muốn lấy một em rán về nuôi thì nhanh tay comment xuống bên dưới đi nhé. Anh Bảy sẵn sàng ship hàng đến tận nhà cho mấy bạn luôn. Do số lượng rán ngày càng đông đảo, anh Bảy muốn tạo cho chúng nó một môi trường sống sạch sẽ thoáng mát hơn. Thanh niên đã tự tay tạo nên những căn nhà siêu cute này nè. Nhìn Bảy bóng lạ đời vậy thôi chứ thời cởi chuồng tắm mưa anh Bảy từng được một họa sĩ người Áo dạy vẽ cho đấy. Bạn nào muốn sắm một chiếc nhà gỗ xinh xắn này không nhỉ? Chúng sẽ trở thành ngôi nhà mới của Bảy Tiểu Cường. Sau khi hoàn thành xong những căn nhà nhỏ, Bảy trọ tạo thêm một chiếc cầu gỗ mini. Nó sẽ được đặt vào trong bể lớn thế này đây. Tiếp đó anh Bảy đặt những căn nhà gỗ vào trong bể. Như vậy một hệ sinh thái đầy lý tưởng cho Bảy Tiểu Cường đã được hoàn thành. Giờ thì Bảy trọ sẽ đổ toàn bộ bầy rán vô trỏng. U là trời đếm sơ sơ qua cũng phải cả nghìn con cũng không chừng. Sau này bọn rán sẽ phải cảm ơn anh Bảy vì đã tạo cho chúng môi trường sống lý tưởng. Hơn nữa khi mỗi con lớn tầm vài cân, anh Bảy sẽ đem chúng lên chảo dầu chiên giòn hết ha ha. Ở tình huống tiếp theo, anh Bảy sẽ giới thiệu cho mấy bạn biết loại thú cưng mà thanh niên thích thứ hai sau Tiểu Cường. Đó là những chú cuốn chiều này nè mấy bạn. Vãi trưởng nó to chà bá luôn mấy ní ơi. Bình thường cuốn chiếu mà mọi người nhìn thấy chỉ to cỡ đầu đũa thua. Ấy thế mà rơi vào tay anh Bảy cái chúng đã hóa siêu to khủng lồ rồi. Ảo thật đấy, u là trời đặt lên tay anh kìa. Bé cuốn chiếu phải cỡ 30cm đấy chứ. Bạn nào thấy cuốn chiếu khủng lồ cute hột me thì mau comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Anh Bảy sẽ ship đến tận nhà cho mấy bạn luôn. Cuốn chiếu bình thường thì chúng chỉ ăn các sinh vật phù du, vi khuẩn trên nền đất. Còn cuốn chiếu của anh Bảy ăn bắp cải, uống đạm và bổ sung protein mỗi ngày. Bảo sao nó không siêu to khủng lồ cho được. Vãi nhìn thân dưới của cuốn chiếu có hàng nghìn chiếc chân tí hon. Trông cái đầu của nó nè mấy bạn. Mấy bé cuốn chiếu này khi tức giận sẽ không căn anh Bảy đâu mọi người. Nó chỉ nhảy lên đấm Bảy trọ thôi. Có khi thanh niên nuôi thêm vài tháng nó cuốn chiếu sẽ mọc ra đôi tay để đấm anh Bảy dễ hơn. Nhân tiện hôm nay giới thiệu cho các bạn về thú cưng cuốn chiếu. Bảy bóng cũng thay đổi tạm thời nơi sinh sống của bọn chúng luôn. Vãi nho Bảy bóng bốc cả năm cuốn chiếu khổng lồ trên tay, khiến Nom Nom nổi hết da gà. Trong thời gian sắp tới, khi lũ cuốn chiếu đạt mức cân 100kg, anh Bảy sẽ thịt từng con một để chiêu đãi bạn bè gần xa. Từ nhỏ tới giờ Nom chưa từng ăn thịt cuốn chiếu luôn á. Mọi người đã từng ăn chưa nhỉ? Mau bình luận bên dưới cho Nom Nom biết nhé. Ở tình huống tiếp theo, sau khi đuổi anh Bảy ra khỏi nhà, chị Tư đang cô đơn ở nhà một mình. Hiện tại bà chị đang nuôi cả hai chuột hamster đuôi dài này nè. Bọn chuột đang gặm gụi ăn cỏ. Vãi thiệt trông cáu mỏ của tụi nó nhai cỏ nhóp nhép dễ thương quá xá. À quên chưa giới thiệu với các bạn, bé hamster đuôi dài này tên là chó. Nó cực kỳ ham ăn như cho luôn ấy. Đó mấy bạn thấy không? Chó ăn hết phần của nó rồi lại quay qua cướp phần của bé chuột còn lại. Bé chuột này tên là Mèo. Bé Mèo thì được chị Tư cưng chiều hơn. Mỗi ngày chị đều phải bỏ thời gian ra để cắt móng tay cho nó. Vãi thật cái mặt con mèo nó ngộ ngộ cu cu te quá xá. Bạn nào muốn nuôi một em chuột hamster không nhỉ? Mau comment xuống dưới phần bình luận ngay đi nhé. Chị Tư sẽ ship đến tận nhà cho mấy bạn luôn. Ở tình huống tiếp theo, chúng ta cùng quay trở lại với anh Bảy. Hôm nay thanh niên vừa tậu được một thiết bị điều khiển từ xa cực ảo ma. Nó có tên gọi là máy xua đuổi. Để Bảy trọ test cho mọi người xem nè. Đó thấy không, thanh niên đầu moi trước mặt đã chạy mất tiêu. Anh Bảy dạo này không bị vợ đấm nên hơi ngứa ngáy tay chân. Thanh niên quyết định chọc chó nhà hàng xóm. Vãi thật con chó nó sợ hãi tránh xa Bảy trọ luôn chứ. Ủa sao con này không có tác dụng nhỉ? Ảo thật đấy, trông cái khuôn mặt của nó kiểu anh Bảy cẩn thận không có ngày bị chó nó tát cho đấy ha ha. Lại một ngày rảnh háng của anh Bảy. Hôm nay thanh niên bị vợ chửi và bị đuổi ra khỏi nhà vì quá tức giận nhưng không biết làm gì. Vậy nên ông cháu đã bỏ tiền ta để tậu một hộp đầu gà sống về để xả xì chết. Muốn biết lý do xả xì chết là gì thì mấy bạn nên xem hết video này nhé. Đầu tiên anh Bảy thả một chiếc đầu gà vào nồi luộc. Chắc các bạn vẫn còn nhớ anh Bảy nuôi rất nhiều tiểu cường chứ. Bốn cái chai nhỏ này có khoảng 1.000 chú rán dễ thương. Vài lều trông mấy con rán bò lúc nhúc mà Nom Nom sởn gai ốc luôn á. Việc nuôi nhiều tiểu cường như vậy dẫn đến chuyện anh Bảy phải chi tiêu
một khoản phí không nhỉ để mua thức ăn cho chúng. Và thức ăn ưa thích của bầy rán chính là đầu gà. Bầy trọ nhẹ nhàng đặt đầu gà sống lên mặt kính, một đầu đã chín phía đối diện, để xem rán thích ăn thịt sống hay thịt tái đây. Uầy, chưa gì thì hai chiếc đầu gà đã bị bao phủ, chắc chắn sẽ là bữa ăn tuyệt vời, bổ sung rất nhiều dinh dưỡng cho chúng chứ, anh bầy đã để chúng nhịn đói cả tuần nay rồi á. Mà nhìn kỹ thì nom nom cũng thấy mấy chú tiểu cường dễ thương thật á. Bạn nào muốn nuôi một em làm bét cưng thì mau bình luận là có xuống bên dưới, còn không muốn nuôi bình luận là không nhé, a ha ha. Sau 8 tiếng chờ đợi mòn mỏi, anh bảy phát hiện chiếc đầu gà luộc đã bị ngấu nghiến mất phân nửa, mùi thum thùm bốc ra nhức hết cái mũi luôn. Bên cạnh đó, chiếc đầu gà sống lại trông khá nguyên vẹn, điều này chứng tỏ rán cũng giống anh bảy, chúng thích ăn đồ chín hơn, cũng dễ hiểu thôi khi tiểu cường cũng là người phải không mấy bạn. Ở tình huống tiếp theo, sau khi cho các bạn xem hàng trăm chú tiểu cường dễ thương, anh bảy quyết định sẽ đi ra đồng. Dạo này kinh tế khó khăn nên thanh niên phải tự vận động tay chân đi tìm kiếm thức ăn vậy. Đồ nghê trên tay anh đã có đủ, còn chần chờ gì nữa mà không vào việc luôn. Nghe nói ở con đập này có rất nhiều thủy quái luôn ấy, thử thả vợt góc này xem. Vâng, và sinh vật đầu tiên đã từ từ chui lưới. U là trời, thậm chí có hai chú cá coi đã bị anh bảy tóm gọn. Con này quậy quá xá, vãi lồng đèn, nghe nói giá trị mỗi con tầm vài trăm củ. Kiểu này anh bảy phát tài rồi mấy bạn. Thanh niên sẽ tiếp tục vớt xem vận may của mình tới đâu. Ái chà, lần này là một chú rùa nước ngọt, trông cái đầu nó rụt rè cũng cute ấy chứ. Bé rùa cứ yên tâm, anh bảy không cho mày lên chảo dầu đâu mà lo. What the hell, cái cụm của chú cá coi trắng này bự chà bá luôn kìa, có vẻ như nó đang mang trứng trong người. Không biết đoạn sông hớt cá ở đâu đây mà anh bảy lụm được nhiều cá coi thế nhỉ. Nom nom tẹo nữa phải xin địa chỉ mới được, ngay bên dưới có vài em cá đang đu đưa kìa. Tiếp đó là chú cá coi vàng kim, ông cháu này có màu sắc rất bắt mắt, dự giá trị cũng cao lắm đây. Sau vài phút lụm nhặt thì ngần này cá chính là thành quả của anh bảy. Chưa bao giờ việc bắt cá dễ như bây giờ luôn, đã thế 5 em cá coi còn có giá trị cực kỳ cao nữa chứ. Lúc sau khi về nhà, anh bảy đã bán 4 em cá coi thu về 2 tỷ đồng. Còn một em thì anh nấu thành món canh cá chà bặc, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Anh bảy không chờ được nữa, giờ anh ăn liền. Chà chà, mùi vị của 500 triệu đúng là quá tuyệt vời luôn. Anh bảy mà cho nom nom ăn chắc nom nom không dám ỉa quá ha ha. Ở tình huống tiếp theo, hôm nay anh bảy được vợ kêu ra chợ mua cá về ăn. Tuy nhiên trông cái con cá mập này giống vợ anh quá nên anh bảy đã tự mua nó về nhà. Nó là một loài cá mập hổ với những sọc vằn trên cơ thể. Mặc dù có tiếng hung dữ nhưng thanh niên này khá hướng nội, vãi trưởng, trông cái mặt thộn của nó kìa mấy bạn. Hay thật đấy, bé cá ngôi sao vàng có vẻ muốn đến chào hỏi người bạn mới. Cẩn thận không người bạn mới cho mày vào dạ dày luôn ấy. Kể ra thì mặt con cá sao vàng nhìn còn bựa hơn cá mập hổ nữa. Anh bảy cho hai danh hài sống trong bể nước là tuyệt vời rồi ấy. Sau một lúc không động tĩnh thì cá mập hổ đã dần quen với môi trường nước, nó cũng quậy tứ tung luôn ấy. Anh bảy cho mấy bạn xem cận cảnh cơ thể của nó nè. Trông vậy thôi chứ dài lắm nha. Ê khoan cái, thứ tựa lưa này là gì đây nhỉ? Bảy trọ đoán nó có thể là trứng mà cá mập hổ đẻ ra. Thanh niên sẽ đặt trứng vào trong hệ sinh thái, để nó phát triển tự nhiên là điều tốt nhất. Ê mà các bạn có thấy bé cá sao vàng này dễ thương không? Bạn nào muốn nuôi một em thì mau nhấn like video và comment xuống dưới phần bình luận đi nhé. Nom nom sẽ gửi về tận nhà cho mấy bạn luôn. Sang ngày hôm sau, anh bảy đột nhiên phát hiện ngay trước cửa nhà có một tổ ong bự tổ chẳng, vãi lồng đèn, nhìn cái tổ như quả bóng úp rổ vậy. Đã thế màu sắc cũng rất kỳ dị nữa. Vì không muốn bầy ong làm nguy hiểm đến anh và người nhà, bảy trọ quyết định phải gỡ nó xuống, nhưng gỡ bằng cách nào thì anh chưa biết. Vãi nho, trông con ong bắp cầy đang quan sát anh kìa, chỉ cần nhúc nhích cái là nó ra chích anh liền đấy. Sáng hôm sau anh bảy qua kiểm tra lại thì thấy chiếc tổ khá im ắng, có khi biết anh bảy làm phiền đến giấc ngủ nên bọn ong bắp cầy cũng bỏ đi nơi khác rồi cũng nên. Tuy nhiên anh bảy là người trọng tình nghĩa, anh coi bầy ong như bạn của mình vậy, cho nên buổi tối thanh niên đã chuẩn bị một loại bẫy ong siêu dính để lừa gạt bọn chúng. Hãy xem chú ong này, chỉ chạm vào thôi đã không thể thoát ra được rồi. Giờ bắt đầu vào việc thôi nào, bảy trọ sẽ tạm để bẫy dính ở góc nhỏ này. Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán của anh, có rất nhiều ong đã bị mắc bẫy. Có vẻ như mùi hương thơm từ bẫy đã khiến mấy chú ong tưởng rằng đó là mật hoa. Anh bảy đi nước này đúng là cao tay quá mà ha ha. U là trời, từ bên trên nhìn xuống thì gần như cả tổ ong đã bị tóm gọn. Eo ơi, con ong bắp cầy này bị dính chất dịch, người ngợm nhễ nhại ghê quá xá. Trước hết anh bảy phải chùi qua lớp dính bằng giấy cái đã. Sau một tẹo thì bầy ong có thể đi lại rồi nè mấy bạn. Bảy trọ còn cho chúng đánh chén một bữa no say để tối nay còn đưa chúng lên chảo dầu chiên giòn a ha ha.